Chào mừng quý vị và các bác cùng tất cả các anh chị em đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở video trước thì em cũng đã có review và giới thiệu khá là kỹ lưỡng về cặp loa siêu chép Bose T10 này rồi. Đấy. Một trong những dòng loa siêu chép mà cực kỳ là hiếm. Đấy, cực kỳ là hiếm và ở bên ngoài của nó là màu vàng gold, rất là đẹp, rất là chất luôn quý vị nhé. Đấy, được sơn phủ nano, chống chảy xước, chống bay màu. Và cặp loa siêu chép này thì công suất của nó là 200W và trở kháng là 8 ohm, cho nên là chúng ta có thể chơi với những cái cặp loa bát 20, bát 25, bát 30 và thậm chí là những cặp thùng 40 chúng ta cũng có thể chơi được. Và hiện tại ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đang chính là đôi loa JBL K512. Thì thường thường á, là em thấy có rất là nhiều bác, là sử dụng là dàn âm thanh ở trong gia đình nhé. Sử dụng dàn âm thanh ở trong gia đình, tức là chúng ta sử dụng âm ly. Chúng ta sử dụng âm ly và chúng ta cái chép cái chép ở trong loa nó không đẩy. Đấy, chép ở trong loa nó không đẩy, dù bát 25, bát 30 nó không đẩy, và thường thường thì quý vị và các bác sẽ vặn chép ở đây lên, cho lên hướng 1 giờ, 2 giờ, cho lên hướng 1 giờ, hướng 2 giờ ở đây. Đấy, có rất là nhiều bác sẽ chỉnh âm ly như thế này. Đấy, sẽ chỉnh âm ly cái chép như thế này. Đấy. Nhưng chúng ta chỉnh như thế này nó rất là hại cái loa chép ở trong loa của chúng ta. Đấy, cực kỳ là hại. Và khi mà nó bị hú zip mic, hay là chúng ta mở lớn lên thì rất là dễ cháy cái chép ở trong loa của chúng ta. Vì sao nhiều bác lại nói là loa chép của tôi nó cứ cháy liên tục. Đấy, nó cứ cháy liên tục. Và tôi cuốn xong, có những lần tôi mua mới về, tôi lắp vào nhưng nó lại chỉ được một thời gian thôi, lại cháy. Thủ phạm là nó là ở đây. Đấy, có nhiều bác cho lên hướng 2 giờ, có nhiều bác thấy nó ít chép quá, nó không đẩy, các bác cho lên hướng 3 giờ. Đấy, cho hết lên hướng 3 giờ này, chung các bác cho lên. Đấy, rất là nhiều bác, khi mà nói là cái chép ở trong loa của chúng ta nó hay cháy và khắc phục như thế nào. Đấy, khắc phục như thế nào thì mới chụp ảnh. Đấy, mới chụp ảnh cho em. Và có những bác thì lại gọi Zalo cho em và quay vào dàn âm thanh thì cái chín áp đây là âm cao này, đây là chỉnh âm cao này, tức là âm chép này. Các bác thường thường các bác cho hướng 2 giờ hoặc hướng 3 giờ, nhiều bác cho hướng 3 giờ luôn á. Đấy. Và chung các bác cũng cho lên. Đấy, chung các bác cho lên. Và các bác thấy nhiều trống quá, các bác cho cái trống này lên. Đấy. Cho cái trống này về, tức là cho cái bát. Thì bình thường á thì chúng ta sẽ cho nó hướng 12 giờ hết như thế này. Chúng ta không quá lạm dụng về cái bát trung chép ở trên này các bác nhá. Bát trung chép này các bác cứ để 12 giờ, cứ để hướng 12 giờ. Mặc định của nhà sản xuất chúng ta nghe nó đã rất là hay rồi. Đấy, chúng ta nghe nó đã rất là hay rồi. Và nếu mà cái âm chép á, cái âm chép nó không lên được á, là cái loa của chúng ta, chúng ta sử dụng lâu ngày rồi, nó cái tiếng chép nó không nảy nữa. Cái đó là cái thứ nhất, tức là nó không nhạy, nó không nảy nữa. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác mua loa mới về, các bác mua loa mới á, thì dĩ nhiên là những ngày đầu thì cái tiếng chép của nó lên rất là mạnh, nhưng sau đó dần dần rồi là có những bác dùng hàng bãi, dùng những cặp loa thùng bãi đó, hàng 10 năm, 20 năm rồi, cái tiếng chép nó không nảy được lên nữa, thì các bác mới bắt đầu là các bác chỉnh đến âm ly. Nhưng chúng ta chỉnh vừa thôi. Chúng ta chỉnh vừa thôi, nếu mà có cho lên chúng ta cho lên một chút xíu như thế này thôi, chứ chúng ta cho lên quá là rất là hay bị chê chép và nó làm hại đến âm chép rồi là phân tần của chúng ta ở trong loa. Và một khi nó đã cháy rồi á, chúng ta đem cuốn lại hoặc là chúng ta thay thế,
nó không được nguyên zin nữa. Cái đó là cái thứ nhất, cái không được nguyên zin nữa. Cái thứ hai nữa là nó rất rất là hay bị cháy nữa. Đấy, bởi vì nó lại đi về cái vết xe đồ. Vâng, chính vì như thế thì các kỹ sư mới cho ra những dòng loa siêu chép rời như thế này. Dòng loa siêu chép rời này thì nó khác với lại chép ở trong loa của chúng ta. Chép ở trong loa của chúng ta chỉ đánh đến ngưỡng 20 kHz, còn những dòng loa siêu chép này thì nó có thể đánh lên đến 30 kHz. Đấy, tức là cái dải của nó rất là rộng, từ 18.000 Hz đến 30.000 Hz, cái dải nó cực kỳ là rộng các bác nhé. Đấy, vâng, đây bây giờ âm ly nha quý vị nha, các bạn có thể nhìn thấy âm ly bát chung chép em để hướng 12 giờ hết các bác nhé. Đây em cho về hướng 12 giờ, đây em cho về hướng 12 giờ hết. Và bây giờ em sẽ test thử cặp loa bãi Mỹ JBL KIN12 quý vị nhé. Đấy, và sau đó thì em sẽ cắm kết nối cặp loa siêu chép BOT10 mà video trước em đã giới thiệu và review rất là kỹ lưỡng đến với quý vị và các bác rồi. Đấy, và em sẽ kết nối loa siêu chép vào để cho quý vị và các bác có thể thấy là nếu mà ở trong nhà của chúng ta mà đang sử dụng cặp B1B hoặc là cặp K512 như thế này chẳng hạn, mà cái tiếng siêu chép nó chưa được hay, nó chưa được bay đấy, và nó chưa được tí tách, thì chúng ta có thể thêm những cặp loa siêu chép rời ở bên ngoài các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ mở nhạc lên cặp JBL KIN12 các bác nhé. Loa siêu chép à.
chúng ta có thể nghe đấy, là khi mà em kết nối loa siêu rep và em không kết nối loa siêu rep. Trong khi đó thì chiếc âm ly thì âm lượng và trên áp chỉnh bass chung trap em vẫn để nguyên như vậy. Cái chất âm của nó thay đổi rất là nhiều. Và khi mà dàn âm thanh của chúng ta có những cặp loa siêu chép vào thì quý vị và các bác chúng ta nghe nhạc, chúng ta hát karaoke thì nó gọi là quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Và cặp loa siêu chép này của bên Cốc Cốc Audio chúng em, cặp loa Bose T10 hàng bãi Mỹ sách tay, thì giá của nó là 1 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển quý vị nhé. Và bác nào mà chưa có dây loa thì bên em sẽ tặng kèm dây loa cho quý vị và các bác. Tặng kèm quý vị và các bác 2-3 mét dây loa. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.